Vô có sức khỏe không em? Là mình đây, mình là trợ lý mặt lùn của Sơn Ngô đây, và hôm nay thử thách của hai anh em mình đó là bật tay đúng không? Em anh em. Chết trời người rồi. Bây giờ anh em bắt ai? quay chưa? Quay rồi. Rồi nè, đây, Sơn Ngô đây. Sơn Ngô chờ các bạn đi. Chào các bạn nhá. Trời. Tay em thì cũng... tay phải trước mày. Trái trước đó. Trái đéo ăn được. Sau 3 phút, từ 6-3 phút thì không ai thắng.